Ruby. Ai và ai sẽ là khách hàng của Ruby More, và làm sao để khách hàng mua hàng trên Ruby More, đó là cái quan trọng. Bởi vì khi khách hàng cài rồi mà khách hàng không mà mua hàng thì coi như là nó giống như những phần mềm chết thôi, không giúp mình được cái gì cả. Và phần cuối chính là giao lưu thực chiến. Thì đầu tiên là mình phải hiểu Ruby More là gì. Thì trên trên Ruby Bit của mình á, rất là rõ ràng là Ruby More mình ra và ra vào tháng nào và từng giai đoạn một sẽ hoàn thiện. Ví dụ như là đầu tiên cài đặt, đó là kết nối với tư vấn viên. Thì khi kết nối với tư vấn viên á, thì các anh chị khi mà cài á, thì cái này cực kỳ quan trọng. Bởi vì khi khách hàng cài á, thì có thể tư vấn viên không phải là mình đâu, đang treo trên Ruby á. Nên khi các anh chị gửi bất kỳ một tin nhắn cho ai, thì các anh chị phải check lại, phải nhờ, phải phải vô mình coi, thì nếu không có cái tin nhắn từ công ty gửi về là người đó đã kết nối với mình, thì mình phải nhờ khách hàng là cho mình coi thử giùm mình tư vấn viên bây giờ là ai, là mình hay là đang để trống. Nếu đang để trống á thì bổ sung cái số điện thoại của mình vào, bởi vì không là sẽ bị lộ, cài nó bị lỗi là lúc đó là hệ thống đang treo chứ không phải tư vấn viên là mình. Thì chỗ này các anh chị mình lưu ý một chút. Và đầu tiên là cái thứ hai chính là cái live stream của công ty, và cái live stream cũng đã ra mắt rồi, và cái này em nói cực kỳ hay luôn. Em nói chút về một chút về cái live stream. Cái live stream này thì giúp mình làm gì? Giúp khách hàng của mình á là kết nối với trực tiếp với nhà sản xuất luôn. Và tối hôm qua Dung nhóm của em rất là rộn ràng, là có một bạn đại lý dưới em là khi mà tham gia cái chương trình của NetGo á, của nhà cung cấp NetGo, thì là lúc đó là bạn quay được số, nghĩa là quay thưởng là bạn trúng thưởng, thì làm gửi lên trên nhóm là làm nhóm rất là xôn xao, và mọi người thắc mắc là Ruby, thậm chí là đại lý mới, thì đại lý mới thậm chí là chưa chưa hiểu nhiều thì về Ruby Ruby biết nữa, cho nên là Ruby More là mọi người cũng chưa quan tâm, thậm chí chưa cài luôn. Thì thấy thấy đại lý của mình, thấy người trên mình là trúng thưởng qua cái live stream của Ruby Beat ở Ruby More thì rất là tò mò, và mọi người cũng lên để coi đặt hàng. Thì đó là một sự kết nối, và các bạn nói những cái điều rất là hay, đó là thích quá, là tất cả là nhà cung cấp lo hết cho mình rồi, mình chỉ có việc lên đơn thôi, và nhà cung cấp đã cho người live stream luôn, và lúc này mình tương tác trực tiếp với nhà sản xuất luôn, và mình muốn thắc mắc gì, muốn hỏi gì là có nhà sản xuất hỗ trợ mình luôn. Và thông tin được cập là rất là nhanh chóng, đặc biệt là các chương trình khuyến mãi. Và những cái điều ưu điểm này mình nên nói với khách hàng, mình trên chia sẻ với khách hàng những cái điều này, và cập nhật tin tức hữu ích từ chuyên gia, và giải đáp trực tiếp thắc mắc về thông tin sản phẩm ngay tại chỗ luôn, không phải đợi đến ví dụ như là mình đặt cho những thương hàng sàn thương mại khác thì đôi khi mình phải tự đọc hoặc là mình phải đợi, chứ không có ai nói cho mình nghe cả. Thì cái chương trình live stream là em thấy tuyệt vời, và đó là một cái nơi, một cái cách để mình mời khách hàng, và lát nữa em sẽ vừa chia sẻ cái chỗ này và em phân quay lại. Và cái thứ hai đó chính là lead track. Và các anh chị có bao giờ mà mình thấy là khi mình mua hàng, các anh chị đã trải nghiệm trên những sàn thương mại khác, thì anh chị thử là nếu mà anh chị muốn chat với người bán hàng thì thực sự có dễ hay không? Nếu một là mình sẽ lấy số điện thoại của nhà của người bán á, mình gọi trực tiếp cho họ, hoặc là mình kết nối Zalo, mình nhắn, chưa chắc là mình đã nhắn ngay mà họ trả lời mình ngay, chưa chắc mình gọi điện họ đã bắt máy mình vì mình là số lạ mà. Nhưng mà đối với Ruby More thì mình là live chat luôn, mình chat tại chỗ đó luôn, và có hệ thống trả lời cho mình, hệ thống trả lời tự động cho mình luôn, và rất là tiện lợi. Và cái live chat này á giúp mình kết nối trực tiếp nè với tư vấn viên nè, giải đáp thắc mắc, giúp mình tiết kiệm thời gian và theo dõi những lịch sử trò chuyện. Thì cái này trong cái Ruby Biz á, trong cái Ruby Business thì các anh chị có thể coi kỹ hơn về cái Ruby More. Thì em Lan Phương sẽ không chia sẻ, không không chiếu những cái slide lên đây mà chỉ nói qua thôi. Thì em đã từng mua hàng trên Shopee, và em nhớ em có đặt một đơn hàng mà em đợi cả 10 ngày hàng chưa tới, rất là lâu luôn, và em rất là thắc mắc, bởi vì bình thường là sẽ giao rất là nhanh. Cái em vô em coi, em vô app em coi lại thì em mới thấy là cái đơn hàng mà em bị nhà bán hủy rồi. Cứ nghĩa là khi người ta hủy hàng, người ta không có nhắn gì với mình cả. Và cái điều đó mình cảm thấy mình rất là thất vọng. Nhưng mà cái điều này sẽ chắc chắn sẽ không gặp bên Ruby More của mình.
Bởi vì khi mà khách hàng mình cứ để khách hàng là thanh toán, nghĩa là thanh toán mà không phải chuyển khoản á, nghĩa là thanh toán khi nhận hàng, thì đơn hàng duyệt rất là nhanh và mình chính là người duyệt cho khách hàng cái đơn đó. Và nên các anh chị khi mà mình là người tư vấn của khách hàng thì các anh chị phải để ý để mình duyệt đơn cho khách hàng. Nhưng công ty mình có cái chế độ duyệt tự động luôn. Nếu khách hàng đặt mà sau một thời gian mình chưa chưa thấy tư vấn viên duyệt thì công ty sẽ duyệt tự động cái đơn hàng đó cho khách hàng, thì đơn vẫn đi một cách bình thường, sẽ không gặp cái tình trạng giống như em Lan Phương đã từng gặp trên những sàn thương mại khác. Thì đó là một cái mà em thấy rất là tuyệt vời luôn. Và cái thứ tư đó chính là tìm kiếm giải pháp tối ưu cho khách hàng. Khách hàng có thể mua online và có thể trực tiếp offline tại những cái showroom của công ty cũng như là tại những cái kho, thì để khách hàng có một cái cảm nhận gọi là cái trực quan á. Còn những cái trên sàn thương mại khác á thì các anh chị thấy là để mình đến được một cái cửa hàng của người ta thì có thể người ta không có cửa hàng mà người ta chỉ bán tại nhà thôi đó. Cho nên lúc này mình trực quan này, mình cảm xúc này, mình nhận được hàng trực tiếp tại kho, tại showroom luôn, và kết nối với tư vấn viên thì cực kỳ nhanh chóng và dễ dàng rồi. Và các anh chị đã trải nghiệm lên đơn trực tiếp tại showroom, lên đơn trực tiếp tại tại kho chưa ạ? Đó là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị luôn. Mình lên đơn, mình đi thăm kho và mình lên đơn trực tiếp tại kho và mình nhận hàng tại kho luôn đó. Đó là cái điểm thứ tư mà Robinmore đem lại cho khách hàng. Và tiếp theo đó là giải pháp kết hợp mua sắm đa kênh, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, lựa chọn được sản phẩm phù hợp. Đôi khi khách hàng sẽ không biết là mình cần gì và mình mua gì đâu, nhưng mà với sự hỗ trợ của tư vấn viên thì khách hàng sẽ tiết kiệm được thời gian. Đôi khi mình không biết nhu cầu của mình là gì luôn, nhưng mà có tư vấn viên sẽ giúp mình biết xác định được nhu cầu của mình là gì, thì lúc đó mình sẽ rất là tiết kiệm thời gian và cung cấp cho mình một cái giải pháp. Ví dụ giảm cân, giảm cân không phải là mình uống một hai viên thuốc giảm cân là mình giảm cân, hoặc là giảm cân không phải mình uống một hai gói thực phẩm chức năng là mình giảm cân, mà mình sẽ có một cái bộ giải pháp giảm cân cho khách hàng luôn và cung cấp cái giải pháp đó cho khách hàng. Thì những cái điều này thì không một cái sàn thương mại điện tử nào có thể giúp được. Và Robby của mình đó chính là sàn thương mại điện tử có tư vấn đầu tiên tại Việt Nam, ý nghĩa của nó là như vậy. Và anh chị hãy tận dụng cái chỗ này, sàn thương mại điện tử có tư vấn, và chỉ có mình là có được điều đó thôi. Những cái sàn thương mại hiện tại lớn, mặc dù lớn như Shopee, nhưng mà không có cái điều mà tư vấn cho khách hàng một cái giải pháp giảm cân đâu ạ. Bởi vì chúng ta được học, chúng ta là chuyên gia, chúng ta chuyên gia giảm cân mà, là chúng ta được đào tạo kỹ lưỡng và chúng ta sẽ cung cấp cho khách hàng một bộ giải pháp và tối ưu chọn giải pháp, chọn sản phẩm ở trên trên sàn, dựa trên giá, dựa trên tính năng, dựa trên chất lượng và dựa trên đánh giá của người người dùng nữa. Em Lan Phương đôi khi mua hàng mình không chắc thì mình phải hỏi, ví dụ mình hỏi trên đội nhóm hoặc là mình nhìn vô cái đánh giá của người mua về sản phẩm đó. Ví dụ cái sản phẩm nào mà đánh giá 5 sao hết thì mình cảm thấy mình rất là yên tâm, và những cái comment của các anh chị trong cái đánh giá luôn đó. Và đôi khi trên cái Robbymore là gợi ý sản phẩm cho thêm cho khách hàng để khách hàng ta tái tiêu dùng, và gọi là cross sale, là mình upsell và cross sale đó. Đó là mình thấy là trên Robbymore đầy đủ các tính năng, và tính năng của mình là hơn hẳn tất cả các sàn thương mại khác, cho nên các anh chị tự tin để chia sẻ cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng mua sắm. Thì em Lan Phương chia sẻ nhanh cái phần ưu điểm của Robbymore. Và quyền lợi của khách hàng khi mà mua sắm trên Robbymore là gì? Thì em thấy cái quyền lợi này đôi khi một cái đại lý như mình á không có, và rất là tiếc luôn. Ví dụ như trong cái đợt vừa rồi là có chia sẻ về Robbymore thì khách hàng có cơ hội săn deal khuyến mãi của những cái deal rất là hấp dẫn và chỉ dành riêng cho khách hàng thôi, lần đầu tiên mua sắm trên Robbymore. Còn đại lý như mình thì là không có. Cho nên là các anh chị hãy hãy chia sẻ với khách hàng để khách hàng có cơ hội săn deal, là mình khách hàng tiết kiệm lắm, tiết kiệm rất là nhiều, và khách hàng có cơ hội tích lũy điểm. Ví dụ như em Lan Phương có những khách hàng mua sắm cả hơn chục triệu rồi, thì nếu mà khách hàng mua sắm trên Robbymore thì khách hàng tích lũy điểm và trở thành khách hàng thân thiết, khách hàng được xếp hạng khách hàng, thì khách hàng sẽ có những cơ hội có được những cái phần thưởng cũng như khuyến mãi khác từ công ty. Và cái việc mua sắm tại Robbymore đó là mua sắm không giới hạn. Em Lan Phương nói mua sắm không giới hạn chỗ này là như thế nào? Các anh chị đã từng mua sắm trên những sàn thương mại khác thì các anh chị tưởng tượng là trên những sàn thương mại khác đó, đó là mỗi mỗi cửa hàng là một người bán khác nhau. Cho nên khi các anh chị mua hai sản phẩm là hai người giao hàng. Và ví dụ mỗi em tính trung bình trên Shopee một đơn hàng tầm khoảng 26-27 ngàn đi.
em cho 25 ngàn thôi, 25 ngàn giao hàng, ví dụ hai đơn hàng là 50 ngàn, và anh chị 10 đơn hàng như vậy là anh chị hết 250 rồi. Và mình rất là thấy tiếc tiền cái việc mình mua nhiều sản phẩm, nhiều cửa hàng như vậy. Nhưng mà đến đến với Robby thì chúng ta chỉ có một lần giao hàng thôi, và chúng ta mua được nhiều sản phẩm ở trên này. Và đó là kích thích khách hàng mua sắm, và mua sắm không giới hạn. Và đôi khi giống như em Lan Phương cũng vậy, em Lan Phương tận dụng ví dụ một lần đặt hàng, Lan Phương liệt kê ra. Mình đặt cho khách hàng và mình sẽ tiết kiệm cái tiền mua sắm cho khách hàng. Để tiết kiệm cái tiền giao hàng là mình có thể receive cho khách hàng được. Đó, cho nên là lúc này khách hàng sẽ mua sắm không giới hạn luôn. Và cái này là một cái ưu điểm mà mình có thể đánh bật được cái nhà sàn thương mại khác. Thậm chí các anh chị đặt trên TikTok có thể là sản phẩm rẻ đó, nhưng mà mỗi đơn vị là một cái giao hàng khác nhau. Và giao hàng trên TikTok á, thì có thể các anh chị săn được deal không đồng, nhưng có cái đơn hàng chúng ta cũng không săn được deal không em xin lỗi là không phải săn deal không đồng, mà săn được cái giao hàng không đồng, nhưng có đơn hàng các anh chị vẫn phải trả phí. Cho nên khi mà mình tranh thủ cơ hội mua sắm trên Shopee thì thậm chí mình có thể săn deal giao hàng free luôn với những đơn hàng ví dụ như 200 ngàn, 300 ngàn, thì có thể là giao hàng không phải mất phí giao hàng. Thì đó là các anh chị mình chia sẻ với khách hàng những cái điều này để khách hàng thấy là ủa, so với cái sàn thương mại khác mình có cái gì hơn đó, và mình có rất là nhiều điểm hơn nha. Mình hãy lựa những cái điểm đó để mình hãy chia sẻ với khách hàng. Và em Lan Phương một lần nữa nhắc lại, vì cái này là cái quyền lợi của chính mình mà, và khi khách hàng mua hàng thì là cái hoa hồng nó sẽ chảy vào 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 tài khoản của mình. Cho nên các anh chị hãy check, hãy kiểm tra là người tư vấn đang có phải là mình hay không. Nếu là mình thì ok rồi, nhưng nếu chưa phải là mình gửi tin nhắn cài app cho khách hàng cài rồi nhưng mà chưa nhận được thông báo từ công ty là người đó đã là liên kết với tài khoản của mình, thì các anh chị hãy check lại và gọi lên tổng đài hỗ trợ, hoặc là đơn giản thôi, tại vì lúc này em Lan Phương đã làm rồi, em Lan Phương đã từng gặp cái trường hợp như vậy rồi. Tự nhiên em Lan Phương thấy là cái khách hàng trước đây của mình lại hiển thị là không phải là người mình chăm sóc nữa. Ủa, em Lan Phương rất thắc mắc. Mà mặc dù khách hàng này em đã gửi cài app Robimore đó, và lúc đó em mới nhờ tổng đài hỗ trợ, thì tổng đài báo em là khi mà khách hàng cài á, khách hàng không nhập số điện thoại của em. Và chính vì vậy cho nên là khi khách hàng đặt hàng á, hoặc là khi khách hàng cài thì lúc này đang treo trên hệ thống của Robby. Và khi đang treo như vậy á thì mình khi khi đã, khi đang treo như vậy á thì là hoa hồng nó cũng sẽ treo. Và lúc đó em sẽ gọi trực tiếp cho khách hàng. Em nhờ khách hàng là cho em cài, em đăng nhập vào cái Robby Mall của khách để em chỉnh lại cho khách, là vì đôi khi khách chưa quen. Đó, nhờ khách hàng, nếu khách hàng chưa xử lý được thì mình sẽ đăng nhập vô cái Robby Mall của khách hàng, và mình chỉnh lại cái chỗ thông tin của số điện thoại của mình cập nhật lại. Và lúc đó là khách hàng lại trở lại khách hàng của mình. Đó, cho nên các anh chị lưu ý, chứ không là hoa hồng cũng sẽ treo và không chạy về tài khoản của mình đâu. Cho nên các anh chị mình sẽ nhờ khách hàng nhập lại số điện thoại đúng cho mình và kiểm tra lại, bởi vì có thể là các anh chị gửi đi cả trăm người, và thậm chí cả trăm người báo với anh chị là đã cài lúc rồi đó, nhưng các anh chị sẽ thấy là trên cái báo về cho mình khoảng cỡ 10 20 người thôi, thì có thể là trong lúc cài của mình nó có một cái vấn đề, xảy ra một cái lỗi khi cài và nhập số điện thoại. Cho nên mình hãy, đó là những khách hàng của mình, và chính vì vậy cho nên các anh chị hãy hãy cài app cho khách hàng, bởi vì nếu không á thì người khác cài thì sẽ trở thành khách hàng của người khác, hoa hồng sẽ rơi vào túi của người khác chứ không còn vào túi của mình nữa. Cho nên các anh chị hãy hãy đi mãnh liệt cài đi, và cài như thế nào thì em Lan Phương sẽ chia sẻ với các anh chị tiếp theo, là khi mà em Lan Phương cài thì mình phải xác định được khách hàng của mình là ai và khách hàng của mình ở đâu. Các anh chị có bao giờ đặt câu hỏi như mà cho mình như vậy hay không? Với em Lan Phương á thì trước đây cũng có thể lăn tăn, nhưng bây giờ khách hàng của em Lan Phương là tất cả mọi người, chưa phải là đại lý của Robby và chưa từng cài app Robby của bất kỳ một ai cả, thì đó chính là khách hàng của mình. Bởi vì nếu là đại lý, là cộng tác viên, nếu anh chị mà cài thêm một cái app Robby thì mình chính là người chăm sóc cho chính mình. Rồi những anh chị đại lý mà muốn làm quen với Robby thì các anh chị cũng cài đi, vì đó là những người mà các anh chị đang cần trở về đồng đội của mình đó.
thì trước tiên anh chị hãy hãy cài hãy 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 cài cho họ. Em Lan Phương đã có một nhánh phát triển theo kiểu đó anh chị, hai nhánh phát triển theo kiểu đó là em Lan Phương nhờ mọi người là khi mà đi đi lên công ty họp thì em Lan Phương nhờ mọi người là ôi công ty Lan Phương mới ra mắt cái app mua sắm, mọi người cài giúp Lan Phương đi, và em Lan Phương để cái mã QR đó, em Lan Phương bảo mọi người cài giúp em đi, và em cứ để cái mã QR mọi người quét 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 và mọi người cài. Và em Lan Phương sau sau hôm đó là qua một hôm, qua hai hôm nữa là các bạn hỏi em Lan Phương là đăng ký làm đại lý của Rugby. Và em Lan Phương đã có một nhánh khổng lồ, bây giờ đã hơn 20 người một nhánh đó, hơn 20 phải gần 30 người rồi, là một nhánh từ cái chuyện cài app Rugby More, và em Lan Phương đang phát triển thêm một nhánh nữa. Nhánh đó cũng đã có hai đại lý rồi, cũng từ cài app Rugby More các anh chị. Có nghĩa là khi mà khách hàng của mình á, nếu mình nói họ 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 mua hàng cho mình, hoặc là mình chỉ nói thuần là ở nơi đây có một công việc này kia, họ không có cảm thấy được trực quan, họ không biết được cái app của mình là gì, Rugby của mình là gì, sản phẩm của mình là có những sản phẩm nào, cho nên là họ chưa biết. Cho nên là khi chưa biết thì bảo họ làm với mình đi, họ sẽ rất là đắn đo và lưỡng lự. Cho nên là khi mà mình cài app với Rugby của họ, Rugby More cho họ rồi, thì họ trở thành đại lý luôn. Và em Lan Phương có một đại lý, có một cái nhánh rất là mạnh nhờ cài app luôn. Vậy Lan Phương, vậy đó em Lan Phương nhờ là công ty rất là đơn giản với những người mà bạn bè thân thiết, ví dụ như là đồng nghiệp thì mình chỉ nói vậy thôi. Công ty mới ra cái app mua sắm và em Lan Phương đang 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 cài app để hỗ trợ, thì hỗ trợ mọi người mua sắm và mọi người thích cái gì thì mọi người cứ mua. Đó là mình nói đơn giản đó. Còn đối với và tuyển đại lý cộng tác viên thì chỗ này tuyển đại lý cộng tác viên thì thông qua cái cài app này em Lan Phương thấy rất là hay luôn. Và Lan Phương đã có hai nhánh các anh chị nha. Đó, hai nhánh. Và với những người tiêu dùng mới, với những người tiêu dùng mới thì mình cũng cài app cho khách, thậm chí những khách hàng cũ của mình, ví dụ như em Lan Phương tham gia Ruby đã hơn một năm rồi, thì em Lan Phương sẽ có những khách hàng cũ. Khách hàng cũ thì em Lan Phương cũng dạy, em Lan Phương cũng nhờ khách hàng là chị ơi, công ty mới ra cái app mua sắm, hỗ trợ các anh chị để có thể trực tiếp mua sắm và sang những cái deal khuyến mãi, sang những cái deal giao hàng không đồng của công ty. Và khi mình mua sắm trên app Ruby More thì mình có cơ hội được tích điểm và mình sẽ có những phần thưởng sau này của công ty nếu mình trở thành những khách hàng thân thiết của công ty. Và nhờ khách hàng cài app cho mình. Và có thể đôi khi khách hàng sẽ không muốn cài cho mình đâu. Thì mình sẽ có những cái cách, ví dụ như công ty đang ra chương trình là thi đua cài app đi, thì mình cũng chia sẻ thật với khách hàng luôn là anh ơi, chị ơi hay em ơi, công ty chị là đang có chương trình là mới ra ra app ra ra một cái app mua sắm cho khách hàng và đã có chương trình thi đua cài app cho khách, thì để mình còn đang thiếu một hai lượt để hoàn thành chỉ tiêu KPI của tháng này của mình, thì nhờ anh chị cài cho mình để mình được thêm một lượt đó, thì mình nhờ đơn giản vậy thôi. Thì chẳng lẽ mình nhờ vậy người ta không cài, tuy nhiên cũng có người không cài các anh chị. Người không cài thì mình sẽ có cách khác nữa để mình nhờ người ta cài cho mình. Ví dụ em Lan Phương nè, em Lan Phương gửi gửi tin nhắn mua hàng đi. Khi em Lan Phương gửi tin nhắn mua hàng á thì chắc chắn anh chị sẽ bị từ chối, em cho xác suất là 10%. 10% mua hàng cho anh chị là đã mừng luôn rồi. Ví dụ các anh chị gửi 100 tin, 10 tin, vậy 90 tin kia mình đừng bỏ nhé. 90 tin mà các anh chị khác không trả lời mình hoặc là không mua hàng của mình thì mình sẽ nhờ cài app cho mình. Đó, mình nhờ cài app cho mình thì chẳng lẽ người ta vừa từ chối mình cái mua hàng thì cái cài app nó đâu có mất người ta cái gì đâu, và người ta sẽ hỗ trợ mình vì người ta ngại mà. Người ta ngại cái chuyện mua hàng, không mua hàng cho mình, không hỗ trợ ủng hộ mình thì người ta sẽ cài app cho mình. Thì đó là một cách tiếp theo em Lan Phương nhờ mọi người cài app cho mình. Và các anh chị cứ mãnh liệt như vậy. Và khi cài app thì mình cũng sẽ có cách chuyển đổi khách hàng mua hàng trên app luôn. Thì em Lan Phương đã có khách hàng như vậy luôn. Thì khi mà mình chuyển đổi khách hàng mua hàng trên app thì có nhiều cách. Ví dụ em Lan Phương nhắn với một người em bây giờ là đang là đại lý luôn đó, là khách hàng này là khi em Lan Phương giới thiệu nhờ cài app RobbyMore thì em ấy đã mua hàng cho em Lan Phương trên app RobbyMore, và một thời gian sau tầm hơn một tháng thì em Lan Phương đã trở thành em ấy đã trở thành đại lý, và đại lý ngay lập tức trong một buổi gặp thôi đó. Cho nên là khi mình
nhờ khách hàng trải nghiệm thì em lên phương nhắn như vậy. Hiền ơi, ví dụ Hiền ơi, công ty chị mới ra cái app Ruby More và chị đang cài app cho khách hàng á, em hỗ trợ chị một lượt cài đi. Cái là bạn bạn cài xong rồi mình nhắn thêm, em lên phương nhắn thêm là em cài và em trải nghiệm giúp chị xem cái app của mình như thế nào so với những cái sàn thương mại điện tử khác. Thì các bạn mới hỏi là vậy thì em có phải mua hàng không? Thì chỗ này các anh chị đừng có bảo là không mua nha, thì bảo mình sẽ nói là vậy thì em coi cái hàng nào mà em thấy phù hợp với em hiện tại đó, em ủng hộ chị một món đi đó, cho chị gọi là xong xong app đó. Cái là khách hàng sẽ hỗ trợ mình, và lúc đó em đã đặt hàng, và em nhớ em Lâm Phương nhớ là đặt một cái món gọi là làm hũ mật ong, đông trùng hạ thảo mật ong, là em đặt một cái món như vậy, và lúc đó khách hàng sẽ trải nghiệm cái mua sắm trên app, và mình hãy để khách hàng trải nghiệm cái mua sắm. Bởi vì nếu khách hàng không trải nghiệm mua sắm á, thì khách hàng sẽ không gọi là không trực quan đâu. Và em đó một thời gian sau tầm hơn một tháng thì em chạy lên chỗ Lan Phương và gặp Lan Phương một buổi cà phê, và em ấy đã trở thành đại lý của mình. Đó đó là một cái mà mình có thể bán hàng này, có phải không? Và lúc đó mình sẽ cảm thấy là mình không có ngại cái gì là phải giảm giá cái khách hàng, hay mắc cỡ, hay là miễn phí ship. Thì chỗ này ví dụ như em Lan Phương, thường là em Lan Phương sẽ hỗ trợ khách hàng cái ship. Ừ. Vì cho nên là, nhưng mà có những khách hàng người ta không có cần đâu, người ta bảo thôi khỏi đi, khỏi khỏi khỏi, có nghĩa là khỏi cần miễn phí ship. Tuy nhiên là em cũng thích công ty mình, công ty cũng đã có cái chương trình đó rồi đó, là có chương trình đã săn cái deal để mà hỗ trợ free ship cho mọi người. Thì em Lan Phương thường hỗ trợ khách hàng là ví dụ khách hàng đặt thì em Lan Phương hỗ trợ free ship cho khách hàng đó, thì rất là mình không có cảm thấy ngại gì cả, mà mình chỉ cần nói nhẹ nhàng đơn giản như vậy thôi. Đó là mình có thể vừa bán hàng này, vừa vừa cài app, vừa bán hàng và tuyển dụng được đại lý cho mình luôn, và mở rộng được cái kênh phân phối của mình. Và cái thứ hai, giới thiệu các sản phẩm đang có sale. Ví dụ em Lan Phương cũng bán một hàng như vậy, một đơn như vậy luôn. Đó. Thì em Lan Phương thấy đợt đó là đang có cái nhà cung cấp Phú Thái, cái dầu gội. Em Lan Phương nhớ dầu gội đang giảm từ 350 xuống còn 101. Thì trước đây có một khách hàng đã từng hỏi em Lan Phương về cái dầu gội này, nhưng mà do giá nó hơi đắt, bạn thì bạn thích mua cả gội cả xả luôn. Thì nếu mà 350 thì đến 700.000 một bộ thì nó hơi đắt. Nhưng mà đợt này công ty đang sale mà. Thì với những khách hàng đã từng hỏi qua mình về sản phẩm, hoặc là mình đã tư vấn cho khách hàng về sản phẩm đó, thì mình tranh thủ cơ hội. Công Hà ty Nhi đang em sale này. ơi, Hà Nhi ơi, Hà Nhi ơi, Hà Nhi ơi, À, công em em xin đi ăn về, mày đi ngủ đâu chị em xin tiếp về theo em xin tiếp tục ạ. không? Thì khi mà đang có sale của công ty cũng như là có sale của nhà cung cấp, thì các anh chị hãy hãy, hãy gửi cái thông tin đó cho khách hàng. Ví dụ em nhắn đơn giản, ôi Thương ơi, cái bộ dầu gội mà bữa trước Thương có hỏi Phương á, công ty đang sale á, đang sale, mà mình cũng nói thật luôn là cái date của nó là dầu gội là đến tháng 9 nè, tháng tháng 8 gì đó, dầu xả đến tháng 9, thì bạn có xài không, bạn có trải nghiệm không, mình đặt cho bạn một bộ đó. Là mình nhắn vậy, là cái là khách hàng bảo vậy đặt cho mình một bộ đi, vì đang sale rất là rẻ, còn có 1/3 à, chưa tới 1/3 nữa. Là nhưng mà mình với cái khách hàng đó là khách hàng đã quen rồi ha, thì mình nhờ mà Thương có thể tự đặt được trên app đó, bữa nay vì bữa nay khách công ty đã có cái app cho khách hàng rồi, cái là mình gửi lập tức, mình gửi ngay cho bạn cái đường link, hoặc là gửi ngay cho bạn cái mã QR, và gửi may cho bạn cái mã QR thì bạn cài xong rồi bạn đặt, thì lúc đó là mình nhớ mình duyệt đơn cho khách hàng nha. Và khách hàng bữa đó là khách hàng đặt nhầm, là khách hàng đặt hai đơn, nghĩa là hai, một cái xả một cái gội, nhưng khách hàng lại nhầm chọn nhầm kho, thành ra nó ra hai đơn. Cái là mình nhờ khách hàng là hủy hủy mình hủy cho khách hàng, mình có thể gọi lên tổng đài để hỗ trợ khách hàng hủy, và lúc đó khách hàng đặt lại, thì lúc đó là khách hàng trải nghiệm cái mua sắm, và khách hàng hôm sau khách hàng nhận hàng bảo ôi Phương ơi nhanh quá, mới hơn một ngày mà đã nhận được hàng rồi, và khách hàng rất là thích.
Và từ đó là mình có thể chuyển đổi và khách hàng hỏi thêm để mua Bican cho mẹ nè, để mua sâm cho mẹ. Và chính khách hàng, khi mà khách hàng đã quen rồi thì khách hàng sẽ trở thành người chủ động mua hàng luôn. Khách hàng cần gì khách hàng lên tìm thôi, không có cần phải, không cần phải mình phải 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 báo với khách hàng là mình phải bán hàng cho khách hàng nữa. Tuy nhiên mình chính là người tư vấn và mình hãy lựa chọn cho khách hàng những cái nhu cầu của khách hàng, lựa chọn sản phẩm để giới thiệu cho khách hàng, để khách hàng biết, khách hàng vào mua. Bởi vì trên mình cả 3.000 sản phẩm và khách hàng cũng không có thời gian để mà lên coi sản phẩm như mình đâu. Cho nên cái này lựa chọn những sản phẩm mà lựa chọn như thế nào thì lát em Lan Phương có slide cho mọi người phía sau đó. Cho nên là mình giới thiệu khách hàng sản phẩm đang sale này là mình bán được thôi, và mình thấy là vừa một công đôi việc, vừa bán được hàng, vừa cài được app, và khách hàng cài chủ động đặt hàng luôn, mình không phải là người đặt hàng cho khách nữa. Và cái thứ ba đó là mời khách hàng vào săn deal trên livestream, và đây là cái mà em Lan Phương nói lúc nãy đó. Ôi tuyệt vời các anh chị ơi, săn deal này công ty hay có chương trình như mơ, như vừa rồi là mua Việt Việt Bắc là chương trình mua một tặng một của sữa đó. Và các anh chị mình gửi cho khách hàng và khách hàng vô mua, thậm chí là những cái đại lý mới của mình, đại lý mới thì mình hãy nghĩ họ đang là một khách hàng luôn đi. Mình đừng có cho họ là y như mình là đại một đại lý xuất sắc rồi, một đại lý đã biết mua sắm, đã biết bán hàng rồi. Mình hãy coi họ đang là một khách hàng với đại lý mới. Họ hãy đưa họ vào Robby Mall, hãy cho họ thấy livestream, họ cho họ thấy bán hàng trên trên app Robby Mall như thế nào, và tiện lợi của livestream của công ty của mình ra sao. Họ thấy được cái mô hình như vậy á, họ sẽ rất là thích khi mà đi cùng mình luôn. Và lúc đó họ sẽ mãnh liệt, họ sẽ bán hàng và họ sẽ chia sẻ, họ lan tỏa, họ đẩy mạnh cái kênh phân phối của họ và của chính mình. Cho nên mời khách hàng chỉ không phải là người mua không, mời cả đại lý, đặc biệt là đại lý mới vào săn deal trên livestream luôn. Và vừa rồi là nhóm của em Lan Phương rất là xôn xao luôn, và xôn xao vô app Robimore để săn deal trên livestream đó, và đặt hàng và có khuyến mãi từ nhà cung cấp ngay tại livestream. Cho nên các anh chị đừng có nghĩ là mình chỉ gửi cho khách hàng mới hay khách hàng chưa bao giờ mua hàng, gửi cho cả đại lý mới vào săn deal trên livestream, và hãy gửi vào để mọi người cùng vào săn deal, để các anh chị cảm thấy là trời ơi, một cái mô hình bán hàng tuyệt vời quá. Ôi tuyệt vời ơi là tuyệt vời luôn. Em thấy là thực sự là đây là một gọi là tiên phong bán hàng. Các anh chị đã từng nghe các kho, các tổng kho đặt cạnh biên giới của mình chưa? Thì họ đang triển khai cái mô hình như Ruby vậy đó, là kết nối từ nhà sản xuất cho đến người tiêu dùng thông qua một người livestream thôi. Đó, và họ cũng chưa có nền tảng đó. Mình là có nền tảng của Ruby nè, có người livestream luôn nè, mình đã đi trước rồi, mình đã đi trước những cái tổng kho đó rồi các anh chị ơi. Và Ruby đó là đi tiên phong trong mô hình bán hàng. Và các anh chị mình thấy là ban điều hành, quản trị lúc nào cũng đi theo cái mới hết. Bây giờ lại thêm trải nghiệm 200 ngàn một tháng nữa, trời ơi em thấy là tuyệt vời luôn. Cho nên các anh chị hãy hãy chia sẻ, hãy lan tỏa thật là mạnh mẽ, nhanh nhanh cái Robimore này, bởi vì nếu không những khách hàng đáng lẽ là của mình sẽ trở thành của người khác, rất là tiếc luôn đó. Và những đại lý đang đang gọi là đang bất động, đang không hoạt động thì họ sẽ trở nên hoạt động hơn nhờ vào cái Robimore này, nhờ vào chúng ta hãy nói nhiều hơn về Robimore, hãy chia sẻ nhiều hơn về Robimore với họ, hãy hãy đưa họ vào những cái phiên livestream, hãy chỉ cho họ cách bán hàng trên lớp Robimore. Thì các anh chị thấy là lúc đó người ta không còn sợ hãi về bán hàng nữa. Giống như em Lan Phương này, trước đây lúc mà nhắn tin cho khách hàng ngại lắm, bởi vì họ từ chối mình cảm thấy rất là ngại. Mình ngại không phải ngại vì mình mà mình ngại cho họ, mình ngại cho họ, mình cảm thấy là họ sẽ không bao giờ muốn 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 nhận tin nhắn của mình nữa vì họ từ chối mình nhiều lần quá. Nhưng mà mình nhờ họ cài giúp cho mình app Remember thì họ đã nghĩ là họ đã giúp mình một việc rồi, thì họ sẽ cảm thấy là ít nhất là mình đã giúp được bạn cài app Robimore rồi, thì họ sẽ đỡ cảm thấy ngại hơn. Cho nên các anh chị hãy 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 kêu mọi người đi cài app cho mình đi, vì lúc đó là cho mọi người có cơ hội giúp mình để mọi người không cảm thấy ngại nữa. Đó, cho nên các anh chị hãy cài app cho khách hàng, và lúc đó mình chuyển đổi thì từ từ, trước tiên mình xí khách hàng trước đã. Em Long Phương cứ xí khách hàng trước và còn cài cài trước, còn mua sắm thì từ từ.
khách hàng sẽ mua sắm thôi. Và Lan Phương đã có những khách hàng mua sắm như vậy và rơi tiền rơi vào đầu mình ngủ tiền, cũng giống như các anh chị chia sẻ về AppReppMo, mình ngủ tiền rơi vào đầu mình là có thiệt, là có thiệt khi mà khách hàng mua sắm AppReppMo. Về Lan Phương tiếp ạ, khi các anh chị lựa chọn sản phẩm, khi các anh chị lựa chọn sản phẩm thì đối với hàng trên AppReppMo mà mình giới thiệu cho khách hàng á, thì mình sẽ lựa chọn những cái sản phẩm phù hợp thôi. Ví dụ thứ nhất là về giá tiền. Thứ nhất là giá tiền, là giá tiền nó rẻ rẻ thôi, ví dụ dưới 500 ngàn. Các anh chị hãy lựa chọn những sản phẩm như vậy để giới thiệu với khách hàng. Sản phẩm là hiệu quả, đặc biệt là phải hiệu quả nha. Hiệu quả và giá thì giá mềm và có hiệu quả ngay. Bởi vì nếu mà không có hiệu quả ngay thì khách hàng sẽ rất là ít tái tiêu dùng với mình luôn. Cho nên là và mình trải nghiệm hoặc là mình mượn trải nghiệm của người khác. Đó, cho nên là các anh chị phải lựa chọn sản phẩm cho phù hợp. Em đang phương qua nhanh chỗ này, và những cái sản phẩm mà những sản phẩm thiết yếu. Ví dụ như nước giặt, nước rửa chén, lau sàn, kem đánh răng, sữa tắm, dầu gội chẳng hạn như vậy, hay gia vị. Những sản phẩm cực kỳ gần gũi. Hoặc là bên chăm sóc cơ thể thì có cái Bioré lăn nách. Ôi em thấy cái sản phẩm đó là cực kỳ hiệu quả luôn, rất là tiện lợi. Và mình hướng dẫn khách hàng mua sắm. Đôi khi có những khách hàng người ta hỏi mình thôi, thì mình cũng nhờ người, mà người ta chưa mua, mình cũng nhờ người ta cài app Rubimo cho mình luôn, và mình giới thiệu cho khách hàng một vài sản phẩm mà phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Và mình muốn biết nhu cầu của khách hàng thì mình phải gọi là chat với khách hàng, phải nói chuyện với khách hàng. Đôi khi các anh chị mà nhắn tin với khách hàng, các anh chị còn không nhắn tin, mà các anh chị sao biết được khách hàng có nhu cầu gì. Đó. Thậm chí nhà khách hàng có bao nhiêu con khách hàng mấy tuổi, có phải đang dậy thì hay không, mình còn chưa biết nữa, thì làm sao mình biết khách hàng có nhu cầu là cái gì. Thậm chí khách hàng bao nhiêu tuổi, khách hàng có bị nám hay không, đó, con khách hàng đang dậy thì có bị mụn hay không, thì mình còn chưa biết, thì làm sao mình bán cho khách hàng được. Đó, cho nên là các anh chị hãy nhắn tin cho khách hàng thường xuyên, chăm sóc khách hàng, hãy coi khách hàng giống như là người thân của mình vậy đó. Mình hãy nhắn đi, khách hàng không mua mua hàng không sao hết, mình là mình cũng vậy thôi, mình cũng chưa mua đâu, nhưng khi mình có nhu cầu mình sẽ mua. Đó, có nhu cầu mình sẽ gọi. Đó là những khách hàng của em đây. Khi 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 mua, ví dụ em Lan Phương cài app đây, em Lan Phương có một người bạn mới kết nối lại thôi, có nghĩa là một người bạn hồi đại học, phải nói là từ đại học, từ thời đại học luôn, chắc gần 20 năm rồi hai đứa không kết nối lại. Cái mới kết nối qua Facebook thì em Lan Phương cũng nhờ bạn cài luôn, vì hồi xưa thân, mới hỏi bạn là đang làm gì thì cũng rủ bạn là ôi làm Robby Mo, làm Robby với mình đi. Cái bạn bảo là ôi tao mình mù công nghệ lắm, không có biết công nghệ gì đâu. Cái là em Lan Phương mới bảo vậy thì thôi, không biết công nghệ thì từ từ xem cũng được, nhưng mà bây giờ là Phương đang cần cài app nè, cái app Robby Mo nè, giúp mình một lượt đi. Thế là bạn giúp mình một lượt, bạn bạn cài mình bình thường, và mình thấy báo tin nhắn là đã kết nối. Thì vài ngày sau bạn đặt cho mình một cái đơn hàng. Lan Phương nhớ là đơn hàng về cái lăn nắp. Thì mình biết là bạn đó có cái vấn đề về nách, về hôi nách luôn, nhưng lúc đó mình quên mất. Cái tự nhiên là mình bạn đặt lăn nách thì mình mới sực nhớ, à bạn này có vấn đề về 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 cái mùi hôi cơ thể đó. Cho nên là lúc đó thì mình mới nhớ lại cái ký ức mười mấy năm, mình nhớ lại thì đó là Lan Phương chưa chăm luôn, mà khách hàng đặt đơn, rơi cái đơn lên đầu mình, và mình phải để ý vào để duyệt đơn cho khách hàng nha. Hoặc là cái trường hợp giống như em Lan Phương kể lúc nãy này. Em Lan Phương mời khách hàng mua bộ xả gội và khách hàng cài app luôn. Và em Lan Phương lúc nào cũng nhờ khách hàng này, nhớ để số điện thoại Phương vào chỗ tư vấn viên nha. Và nhắn cái số điện thoại của mình. Mình nói đôi khi mình không để số điện thoại của mình, cái khách hàng đâu có biết số điện thoại của mình là cái gì đâu. Nhiều khi kết bạn Zalo nhưng mà không có số điện thoại đâu nha. Cho nên cả nhà mình phải lưu ý chỗ đó. Và lúc đó là bạn mới hỏi là Phương coi được chưa? Đó là mình thấy là bạn này đã cài được rồi. Và bạn này khi mà cài xong thì bạn tự lên đơn luôn. Đó. Hoặc là em Lan Phương nhờ này, đó là nhờ giúp việc này thì công ty cô vừa ra mắt, để nhờ học trò. Công ty cô vừa ra mắt app Robimo, nhờ em cài đặt trải nghiệm, có gì góp ý với cô nhé. Thì bạn cũng nói là để bạn cài và bạn trải nghiệm. Và bạn sẽ phản hồi lại cho mình. Hoặc là đó đây, cái app Ruby này. Mình tham gia chương trình tháng này thì mình nói được tham gia chương trình thi đua cài app cho khách hàng, còn vài lượt để đạt rồi, em hỗ trợ cô một lượt nhé.
và mình lúc nào cũng để lại số điện thoại và nhắc khách hàng là hãy nhập số điện thoại của mình vào. Nhưng mà mình nhắn là một việc, khách hàng có nhập hay không là việc khác, cho nên mình phải vào kiểm tra nữa đó. Thì lúc đó là khách hàng cài app cho mình, và khi khách hàng cài app và khách hàng chuyển đổi mua sắm thì đó là tuyệt vời. Khách hàng đã mua sắm rồi thì mình phải chăm sóc khách hàng. Ví dụ đây, khách hàng mua sắm cái lọ mật ong đông trùng hạ thảo đây, hay là khách hàng này là tự mua sắm và khách hàng này đã trước đây đã là từng khách hàng của em Lan Phương trước đây, và em Lan Phương nhờ cài app, và khi cài á, thì lại không nhập số điện thoại của em Lan Phương, lại treo trên hệ thống. Và khi khách hàng đặt đơn hàng thì em Lan Phương thấy thấy đơn hàng và em Lan Phương duyệt đơn hàng, nhưng lại hiển thị là không phải mình là người tư vấn viên chăm sóc, thì Lan Phương chuyển đổi liền. Và bạn ấy đã đặt một cái sản phẩm gọi là dưới 500 thôi, 350 là về cái rụng tóc, serum ngăn ngừa và chống rụng tóc đó. Và hoặc đây cái trường hợp đây, trường hợp bạn ở Gia Lai bạn đặt cho em Lan Phương cái lăn mắt là dưới 500 ngàn đó, bạn vô bạn đặt và em Lan Phương cũng bất ngờ luôn là tiền trên trời rơi xuống. Và còn cái bạn này là bạn đã tái tiêu dùng, có nghĩa là bạn trước đây là bạn cũng là khách hàng mua cái sản phẩm Midu cho con, và khi mà em Lan Phương giới thiệu về cái app thì bạn cũng vô trải nghiệm mua sắm, trải nghiệm mua sắm và bạn đã tái tiêu dùng lại, nghĩa là mua sắm lần 2, lần 3 trên app Shopee luôn rồi. Cho nên các anh chị hãy mạnh dạn chia sẻ với khách hàng và chia sẻ với khách hàng để khách hàng mình hiểu hơn, để mà khách hàng của mình hiểu hơn về Robby của mình là thứ nhất, hiểu hơn về Robby Mall và có thể mua sắm trải nghiệm ở trên Robby Mall của mình đó. Và khi lựa chọn cái sản phẩm, ví dụ như em Lan Phương thấy là lựa chọn sản phẩm thiết yếu cũng được, em Lan Phương thấy ví dụ như có bao tay nè, bao tay thực phẩm, rồi túi rác nè, 50 mấy ngàn, rất là dễ để mình deal với khách hàng, hoặc là khăn mặt nè, khăn tắm nè. Trời ơi, em thấy đó rất là những sản phẩm gia dụng rất là thiết yếu luôn. Và khi khách hàng đặt hàng thì mình nói khách hàng đặt thêm để tiết kiệm free ship, hỗ trợ được cái free ship. Cho nên là buổi chia sẻ của em Lan Phương á, là cơ bản là như thế này. Là còn khoảng 10 phút thì để các anh chị, để em giải đáp một số thắc mắc của các anh chị. Cũng như là để các anh chị là không không bị bỏ lỡ cái buổi hôm nay, không có chéo dài qua để các anh chị đi làm và đi đưa con đi học. Em Lan Phương cũng vậy, em cũng Lan Phương cũng phải đưa con đi học, cho nên là em Lan Phương là xin phép là chỉ chia sẻ như thế này về cái Robby Mall thôi, và còn lại em Lan Phương sẽ hỗ trợ trả lời những câu hỏi của các anh chị đang nhắn ở trên đây ạ. Em Lan Phương xin phép tắt chia sẻ đó, Cảm và em Lan Phương sẽ trả lời các anh chị một cái vài cái thắc mắc. Có anh Nguyễn Hiền đã trả lời luôn đó, và có khách hàng đã hỏi em như thế này: làm sao để có thể đăng nhập app khách hàng để sửa thông tin về Lan Phương? Có nghĩa là bây giờ nè, em Lan Phương có gặp một cái trường hợp là khi mà khách hàng cài app á, thì nó không nghĩa khách hàng không có nhập số điện thoại của em Lan Phương chỗ cái tư vấn viên, thì cái thông tin khách hàng sẽ treo treo trên hệ thống của Robby. Và lúc đó em Lan Phương sẽ làm Nghĩa như là thế cái này. mùi gì khác rồi con? Em Lan Phương mới làm như thế này là em Lan Phương gọi điện trực tiếp với khách hàng luôn. Tại vì khách hàng là người quen của mình mà. Thì em Lan Phương gọi khách hàng được đó là cái bạn đó là bạn của em. Là bạn ơi, là cái thông tin là Hậu, người là bạn đó tên Hậu. Hậu ơi, Hậu có đổi cái người tư vấn viên không? Thì mình hỏi trước, bởi vì có thể là người quen của họ đã trở thành đại lý rồi, có thể họ chuyển. Thì mình mới hỏi trước là họ có chuyển đổi tư vấn viên là người chăm sóc khác hay không. Thì bạn nói là không, thì nếu không thì trên hệ thống là báo là Hậu không còn là Phương, không phải là tư vấn viên của Hậu nữa, thì Hậu có thể cho Phương vào app của Hậu Phương kiểm tra được không. Thì là mình mới nhập số điện thoại của bạn vô, thì lúc đó mình nhập bằng số điện thoại thì sẽ gửi mã OTP về số điện thoại của khách, thì khách sẽ cho mình cái số OTP để mình đăng nhập vô cái app Robimore của khách hàng. Và khi đăng nhập vô app Robimore của khách hàng thì đúng là em Lan Phương thấy chỗ số điện thoại đang để trống, số điện thoại tư vấn viên đang để trống. Thì lúc đó em Lan Phương bảo là Lan Phương mới nhập số điện thoại của mình vô, nhập số điện thoại của mình chỗ trống đó thì sẽ trở thành khách hàng, lại trở thành khách hàng của mình đó. Cho nên là mọi người sau khi cài app thì phải kiểm tra lại. Thì em Lan Phương là trong cái lần đó là em Phương kiểm tra lại thì mới thấy như vậy đó. Cho nên là mình sẽ làm như vậy để người mình gửi cài
sẽ là khách hàng của mình. À, có người cài xong hôm sau hỏi lại để giới thiệu chương trình khuyến mãi thì nói là con xóa rồi. thì chắc chắn luôn, tại vì đôi khi khách máy của khách nặng quá, ví dụ như em gửi thì nhiều khi máy của khách nặng quá thì mình cứ khách hàng đó mình cứ chăm, có khuyến mãi của công ty mình cứ gửi cho khách hàng, rồi một ngày khách hàng tò mò khách hàng sẽ cài lại thôi. À, thì em thấy là em đọc Robimo chưa đủ sản phẩm. À, Robimo chưa đủ sản phẩm. À, rồi có nghĩa là có thể là cập nhật chưa hết lên thì mọi người có thể là gửi thêm cho khách hàng những cái thông tin sản phẩm đó trong cái app của mình á, và mình nhớ là bôi trong app của mình thì các anh chị nhớ bôi cái lợi nhuận đi nhá. Lan Phương ơi, trong phòng Zoom có chị Yên giơ tay muốn À dạ, à, rồi rồi Hà mở mở mic cho chị Yên đi Hà. hỏi. Chị ở Nghệ An, chị cũng mới vào thôi, nhưng mà chị cũng Dạ. có những cái vướng mắc mà sáng nay nghe em chia sẻ thì chị thấy nó cũng rất là hữu ích đối với chị cũng như là cái em phía dưới chị. Tức là mấy hôm nay bọn chị cài app thì cũng mắc cái trường hợp, tức là cài xong thì mình kiểm tra liên kết không có, khách hàng không thuộc về mình. Thì cái này lúc này em cũng nói rồi, nhưng mà chị nghe em nói nhanh ấy, chị nghe em nói nhanh ấy, chị cũng chưa rõ lắm về cái cách mà mình để là gỡ lại ấy, để tạo lại là Dạ. khách hàng hay là vẫn là khách hàng của mình, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái chỗ mà em chia sẻ, em bảo là em tạo cái mã QR cái app ấy, thì chị cũng muốn hỏi cái cách tạo mã QR cái app. Cái thứ ba là cái app này thì mình phải cài trực tiếp cho khách hàng, hay là mình có khách hàng rồi mình lại nhờ khách hàng của mình chia sẻ app có được không? Dạ, em trả lời câu hỏi của chị Yên nhé. Câu hỏi thứ nhất đó là vì khi mình kiểm tra thông tin đó thì có rất nhiều cách kiểm tra, mình có thể nhờ khách hàng tự kiểm tra nếu mà khách hàng có thời gian, còn không là mình sẽ vô mình kiểm tra cho khách hàng luôn. Thì đầu tiên là chị Yên phải xác định nè, khách hàng này chị Yên đã cài RobyBiz cho khách chưa, nghĩa là khách hàng đã trải nghiệm app RobyBiz chưa. Nếu khách hàng đã trải nghiệm app RobyBiz mà 1 tuần á, thì lúc đó nha, khi khách hàng cài RobyMore thì khách hàng của chính khách hàng đó đó. Còn trường hợp thứ hai là khách hàng chưa cài app RobyBiz thì app RobyMore mà mình không thấy liên kết thì có nghĩa là khách hàng đã không nhập số điện thoại của mình khi khách hàng cài, và khi không nhập số điện thoại như vậy thì một là mình sẽ nhờ khách hàng vô lại. Cái đó thì em sẽ hỗ trợ trực tiếp, ví dụ lát nữa em sẽ để số điện thoại của em trên đây, số điện thoại Zalo của em trên đây, các anh chị kết bạn Zalo với em, xong rồi em sẽ hướng dẫn mọi người cách để mà mọi người vô, để mọi người check thử cho khách hàng cái chỗ nào, để khách hàng gọi là em sẽ gọi làm một cái clip á để em gửi cho các chị. Thì mình sẽ vô cái app RobyMore của khách hàng á, là khách hàng sẽ vô trực tiếp cái app RobyMore của khách hàng, sau đó khách hàng sẽ chỉnh, sau đó khách hàng sẽ chỉnh cái chỗ mà tư vấn viên á, khách hàng nhập đó, khách hàng sẽ nhập vô. Và lát em Lan Phương sẽ làm một cái clip nhỏ, em Lan Phương gửi lên nhóm để các anh chị có thể là cập nhật cái chỗ đó cho, để khách hàng vô khách hàng cập nhật thôi. mặc Hoặc là mình hoặc cách thứ hai là khách hàng không có thời gian, nhiều khi khách hàng cũng kiểu như là đang giúp mình mà khách hàng cũng cảm thấy mệt khi mà mình phải vô chỉnh, thì mình nhờ đúng khách rồi. hàng là thôi bây giờ để em vô chỉnh cho chị cho, Rồi. thì mình sẽ vô chỉnh cho khách hàng luôn, là mình sẽ đăng nhập RobyMo của mình thoát ra, mình đăng nhập số điện thoại của khách hàng, thì thường khách hàng sẽ đăng ký vào số điện thoại thì sẽ gửi cái OTP về số điện thoại của khách, thì khách sẽ gửi cho mình cái OTP thôi, là mình sẽ đăng nhập vô và mình vào đúng cái chỗ vị trí mà sau lát nữa em Lan Phương chỉ là mọi người, để tại vì hiện tại là không có nhiều thời gian cho nên bây giờ nếu mà chỉ luôn thì sẽ nhỡ thời gian của các anh chị đó, thì mình sẽ vào cái vị trí đó là mình thay đổi cái tư vấn viên, thì mọi người khám phá cái app RobyMore của mình đi, nó có cái chỗ tư vấn viên á, thì mình sẽ thấy được và mình sẽ thay đổi được số điện thoại chỗ đó đó, thì lúc đó là mình sẽ chuyển đổi được họ về về làm chỗ mình, còn nếu chưa thì họ sẽ đang treo lơ lửng ở trên hệ thống thôi chứ họ cũng không đi đâu hết. Thì một thời gian sau và nếu mà không có ai chuyển thì công ty sẽ tự phân phối những cái khách hàng đó về những đại lý khác nhau, cho nên là lúc này là mình không tranh thủ thì khách hàng đó sẽ mất, mình không còn khách hàng, không là khách hàng của mình nữa, cho nên các anh chị mình phải tranh thủ cái chỗ đó. Và câu hỏi tiếp theo đó là chị Yên,
là thứ nhất là độ chuyển đổi nè. Tiếp nữa là câu gì chị Yên ha? Tự nhiên em không ghi lại em quên. Cái thứ hai là chị muốn hỏi về cái chỗ làm cái mã QR cái À, cả cả mã QR cũng vậy. Mã QR này là bữa trước công ty đã hướng dẫn thì chị Yên cũng vậy. Em sẽ để số điện thoại của em lên đây, em sẽ hỗ trợ chị Yên là cách để mà tạo cái mã QR luôn, rất là đơn giản thôi. Nhưng mà ví dụ như hướng dẫn ngay trên đây á thì thứ nhất là mất thời gian của các anh chị khác, và các anh chị khác sẽ không hỏi được. Cho nên em sẽ để số điện thoại của em lên đây nè. Cái thứ ba là cái việc là chia sẻ cái app ấy, tức là từ chị chia sẻ cho một khách hàng rồi, bây giờ chị định nhờ khách hàng đó chia sẻ tiếp cái app của mình có được không, hay là mình phải là người À, dạ cài rồi. app? Có nghĩa là như vậy. Em Lan Phương là cài online không à? Em Lan Phương không được gặp mọi người trực tiếp đâu, vì em Lan Phương ở xa và em Lan Phương có con nhỏ, cho nên không có gặp mọi người trực tiếp để cài. Cho nên đầu tiên là em Lan Phương nhờ mọi người là cài cho mình trước. Sau đó mình sẽ nhắn thêm là cái mã QR đó là mọi người gửi cho những người bạn của mọi người cài luôn. Đó, cho nên là mình không cần gửi cho những người đó, là những người bạn của mình sẽ gửi cho những người khác cài. Đó, và cài lúc đó là cài chính cái QR của mình á, cái hình mình gửi cho khách như thế nào hay là cái link mình gửi cho khách như thế nào thì cái khách hàng của mình sẽ gửi cho những người khác đúng y như vậy luôn. Đó. Rồi chị Yên đã hiểu chỗ này chưa ạ? Tức là mình chia sẻ cái app của mình lúc mình chia sẻ ban đầu cho bạn đó, thì bạn đó nhớ sau khi cài xong bạn ấy lại chia sẻ tiếp cho người khác cài cho Đúng rồi, mình. có nghĩa là bạn đó sẽ lấy đúng cái link của mình, cái link mình gửi á, hoặc là cái mã QR mình gửi gửi tiếp cho những người bạn của bạn đó. À, và chị hỏi có một cái trường hợp thế này này, bởi vì bọn chị là mới, chắc chắn sẽ có nhiều người cũng sẽ gặp tương tự như chị. À, thì hôm qua là chị cũng những cái lúc này đó là cũng chị chắc chắn là nhiều người sẽ gặp. Cái thứ hai là hôm qua chị mới cài cho một người ở bên cạnh nhà chị, thì khi cài vào thì lại cài xong thì lại thấy là nổi lên là bạn này, là tên của bạn ấy nổi lên là với tư cách là đối tác của À, đối tác. Rappi. Dạ, khi là cái bạn đó đã cái chị đó hay là cái anh đó đã đăng ký trải nghiệm app Robby biết rồi. À, thì Thế người ta sẽ là khách hàng của chính người ta luôn. Dạ. Thế Nên thì hỏi là chị mình bạn ấy bảo là không, em chưa bao giờ làm hết cả. Thế thì này rất là lạ, thì bây giờ để đến hỏi em. Đấy. dạ, có nghĩa là nếu mà trường hợp như vậy là cái chị đó đã cài cái app Robby Bit, hoặc là số điện thoại của chị đó đã từng đăng ký và đã cài trên app Robby Bit rồi. Đó, cho nên là nó sẽ có cái trường hợp như vậy. Thì nó sẽ Bây thể giờ hiện là cái người đó đã là đối tác rồi. Đúng rồi. Thế Dạ. bây giờ là mình cũng làm là cũng xin là chuyển lại giống như lúc nãy được à? Tức là chuyển lại thành mình là Không, nếu mà người. anh chị đó đang là đối tác, có nghĩa là hoặc là đã từng trải nghiệm đối tác thì không chuyển mình lại được. Dạ. Trừ phi anh chị đó hủy luôn cả cái trải nghiệm mà đối tác cơ, thì cái công ty mình chưa có cái chuyện đó. Có nghĩa là công ty mình, ví dụ như các anh chị đang trải nghiệm đang 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 trải nghiệm là app Ruby Beat á, ví dụ trải nghiệm một tuần hoặc là trải nghiệm một tuần á, thì thường là công ty mình là chưa có ngắt đi. Ví dụ như công ty mình ngắt luôn những anh chị đó đi một thời gian, ví dụ như ông thấy hoạt động thì ngắt luôn các anh chị đó, thì lúc đó các anh chị đó đâu còn là người trải nghiệm nữa, thì lúc đó mình cài cái của mình thì nó mới nhảy về mình được. Cho nên cái chỗ này còn đang chưa 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 hoàn thiện cái chỗ này ấy. Em thấy là ví dụ như là một số người họ trải nghiệm cả năm rồi, họ đâu có làm gì đâu, thì mình thì công ty ví dụ họ cũng chưa từng đóng quỹ luôn, chưa từng đăng ký cộng tác viên luôn, thì họ chỉ làm mới cái link trải nghiệm thôi, thì một thời gian không được thì công ty mình ngắt luôn, thì mình sẽ thuận lợi cho mình khi cài app hơn, thì họ sẽ chuyển thành là họ cài app của mình, họ trở thành người mua của mình. Ừ. Đó, cho nên là em Lan Phương chia sẻ hôm nay là nếu mà em có để số điện thoại đó, anh chị có thể là kết nối Zalo với em, hoặc là em sẽ nhắn trực tiếp lên nhóm Happy Happy Group của mình. Rồi Đó. À, có anh Thọ, em trả lời anh Thọ nữa thôi, là em xin phép đưa bé đi học. đang còn À, nhiều đúng rồi. việc lắm nhưng mà sẽ hỏi Đó, dần dần. người hướng dẫn là Đức Thọ luôn. Dạ. Thì sẽ không mình không một lúc mình sẽ không trả lời hết được, thì hôm nay là 6:31 rồi, em xin phép là trả lại mic cho MC chị Hà. Cảm ơn chị Hà. Ơn em. Vâng, cảm ơn MC. À, cảm ơn chia sẻ của Lan Phương ạ. Chia sẻ hôm nay là vô cùng là cần thiết và
thực sự là đang tốc chiến về cái app Rocky đúng không ạ? Tuy nhiên là bạn Lan Phương hôm nay thì cũng phải đưa bé đến trường nên những câu hỏi nào mà còn các anh chị còn muốn hỏi Lan Phương về cái cách để làm sao để mời người mới cài app hoặc là hướng cài app thế nào thì là em xin phép các anh chị là có thể đặt câu hỏi lên đây, em Hà sẽ ghi lại và sẽ tổng hợp lại để chia sẻ lên trên nhóm được không các anh chị? Và Lan Phương có để lại số điện thoại đó thì em Hà xin phép đọc lại số điện thoại của Lan Phương. Nhà mình có thể là trực tiếp là liên hệ kết bạn Zalo với bạn Lan Phương để xin những cái thông tin cần thiết đối với mình, ví dụ như là hướng dẫn cài app hoặc là hướng dẫn tải gì ạ, tải QR code đó ạ. Được không ạ? Em xin đọc lại số điện thoại của bạn Lan Phương ạ. Dạ là 098 225 1815. Lan Phương cũng đã cho số điện thoại của Lan Phương lên khung chat rồi và em Hà cũng vừa đọc lại. Thì là nhà mình có thể là lưu lại số điện thoại và kết bạn Zalo với lại Lan Phương để Lan Phương hướng dẫn chi tiết hơn hoặc những câu hỏi nào có thể liên quan đến lĩnh vực là cài app Rocky, thì là mình xin link để join vào nhóm app Rocky được không ạ? Nhà mình cần thì là em Hà xin chia sẻ cái link Zalo của nhóm cái app để em đợi em Hà một chút ạ. Cộng đồng cải app cũng đã lên tới 982 người rồi. Thì em Hà xin phép là Recording stopped. xong rồi sau đó nếu mà bị đầy đầy group rồi thì có thể là sang một group khác đúng không ạ? À chị Đỗ Lan Hương hỏi sao không copy được. Chị kích vào cái đường link xong là nhấn chuột phải xong nhấn copy link giúp em đi ạ. Đây chị Dạ, nhấn chị copy gửi link. lên, chị gửi link tài liệu lên Happy Group luôn đi chị. Ok, thế vậy để em gửi link tài liệu lên trên Happy Group ạ. À. Các anh chị vui lòng vào nhóm Happy Group để lấy link giúp em nha. Rồi đó, em vừa gửi lên nhóm Happy Group. Các anh chị vui lòng lên trên nhóm Happy Group để lấy link được không ạ? Tài liệu rất là đầy đủ và có những cái hướng dẫn giúp cho các anh chị em. Thì mình có thể là cài app hoặc là tư vấn khách hàng hoặc là có thể là tham gia cái cuộc thi chạy đua cài app được không ạ? Tin rất đầy đủ ạ. Hiện tại nhóm cũng đợi em một xíu nha, em đây để em gửi. Em vừa gửi lên trên nhóm rồi ạ. Nhà mình ai chưa có link nhóm của nhóm Happy Group thì có thể là join vào luôn được ạ. Rồi và chương trình ngày hôm nay thì ban tổ chức có record lại đấy ạ. Và sẽ gửi lên trên link nhóm Happy Group được không ạ? Những ai muốn nghe thì có thể là liên hệ trực tiếp với lại Lan Phương hoặc là có thể lấy sau khi ban tổ chức record xong thì sẽ gửi lên trên nhóm Happy Group và chúng ta có thể là nghe lại và cần những thông tin gì thì chúng ta có thể trao đổi trên nhóm cài app Rocky hoặc là có thể là lấy thông tin nhóm Happy Group đúng không ạ? Ok, cảm ơn em. Vâng. Nhà mình còn câu hỏi nào nữa không ạ? Để em Hà xin ghi lại để báo cho bên ban tổ chức hoặc là trả lời được thì này em Hà sẽ trả lời. Còn hầu hết là trong link cài app Rocky đấy có tài liệu và có hướng dẫn và có những thông tin để nhà mình có thể là lấy về để làm theo sự hướng dẫn đấy rất là đơn giản đấy ạ. Và mà bây giờ cũng là 6 giờ 39 phút rồi thì cũng có nhiều người đã phải đi làm rồi đúng không ạ? Còn một số các cô bác anh chị em ở trong phòng Zoom nữa đó. Thế tuy nhiên là cái chương trình cài app này đó thì đang rất là hot nên là chúng ta hãy tranh thủ làm thế nào để chúng ta càng cài được app Rocky, app mua sắm cho khách hàng càng nhiều thì càng tốt đúng không ạ? Vâng, ví dụ như em Hà chẳng hạn. Đơn giản nhất em Hà thôi, làm ở công ty thì thi thoảng xuống dưới phòng bảo vệ hoặc là đi các phòng ban khác, xuống dưới phòng bảo vệ thì cũng chỉ nói chuyện với lại các chú vài câu thôi, thì cũng chia sẻ giống như em Lan Phương là chú ơi công ty cháu hiện tại đang làm thêm đó, thì là có một cái chương trình là tải app mua sắm, thì chú hoặc là cô hãy là giúp cháu, cháu đang sắp đạt chỉ tiêu rồi. Thì cô chú giúp cháu là cài app này để trải nghiệm thôi. Hiện tại là chưa cần mua sắm đâu ạ. Các cô chú cứ giúp cháu là cài tải app đã. Còn sau đó như thế nào thì cháu sẽ hướng dẫn tiếp theo được không ạ?
đó, thế là các chú cũng không có gọi là khó khăn gì trong việc cài app đúng không ạ? Đấy, cái app này nó cũng không mất nhiều dung lượng đâu ạ, nên là chúng ta cứ mạnh dạn chia sẻ, em cứ đi phòng ban nào này em Hà chia sẻ phòng ban đấy, thậm chí là em Hà à, thế nào đó ạ, nhờ cháu gái học cấp 2 lớp 9 đó, để cháu có thể là đến lớp để cài app cho các bạn thông qua cái đường link của mình đó. Và khi nói với lại cháu như thế thì cháu cứ nói với cháu là nếu mà cháu cài app xong rồi, các bạn cài app xong rồi thì có thể là chụp màn hình giúp bác để là bác kiểm tra xem là đã đầy đủ thông tin hay chưa, hay là cần hướng dẫn gì thì cứ báo với bác đó. Mình có những cái cách là rất là đơn giản thôi đúng không ạ? Hoặc là khi mình đi ra chợ thì mình thường hay mua hàng của ai đó, ví dụ như là hàng thịt hoặc là hàng rau, hoặc là đi vào trong siêu thị thì là mình cũng có quen những cái người lễ tân đó, thì là mình nói cũng rất là đơn giản thôi, bởi vì là bên mình là có những cái app nó rất là gì, rất là ưu điểm vượt trội đúng không ạ? Vâng. Nếu không ai còn câu hỏi gì nữa thì là em Hà cũng xin phép kết thúc buổi Zoom của ngày hôm nay, và cái phần record đấy sẽ gửi lên trên nhóm để nhà mình được nghe lại và làm theo hướng dẫn được không ạ? Đây có câu hỏi của Hoàng à. Vậy chị cho em hỏi nếu khách cài app xong xóa đi thì được không ạ? Thì đương nhiên nó cũng chỉ là một cái app thôi đúng không ạ? Cái thao tác nó rất là đơn giản. Đấy là khách xóa đúng không ạ? Bởi vì là mình cũng không biết là khách quyết định như thế nào. Có thể là khi khách cài app xong đó, họ làm cho mình vui, họ gọi là thế nào, họ coi như là ủng hộ mình đúng không ạ? Nhưng sau đó mình cũng không biết được là khách có mua hàng cho mình hay không, hay như thế nào. Thì khách sẽ lấy lý do có thể là do dung lượng máy đầy, có thể là xóa đi đúng không ạ? Cho nên cái đấy là quyền quyết định của khách. Tuy nhiên là mình vẫn phải quan tâm và chăm sóc khách, thường xuyên là hỏi han khách xem là đã trải nghiệm cái app này chưa, xem là trên app này có cái ứng dụng đó có vượt trội hơn so với những cái sản phẩm khác hay không, hay là đã chọn được sản phẩm nào để gọi là trải nghiệm chưa, thì cần phải tư vấn gì hay không, thì là mình sẽ là người làm sao là chuyên gia tư vấn trong cái việc lựa chọn sản phẩm cho khách hàng đúng không ạ? À, vậy xóa đi thì mình có được tính là khách của mình hay không? Tuy nhiên ban đầu thì là trên cái hệ thống báo về đúng không? Ví dụ như là em Hà cài xong app cho một người đó thì trên hệ thống sẽ đã báo về trên máy rồi là cái khách hàng đó đã sử dụng cái app của mình đúng không ạ? Thì đấy đã là tính được một lượt khách của mình rồi. Nhưng tuy nhiên là sau đó thì khách có thể là đổi sang, yêu cầu đổi sang một cái đại lý mới chẳng hạn. Ví dụ khi khách có nhu cầu thì khách sẽ đổi sang một đại lý mới. Ví dụ như là khách ấy yêu cầu gửi tới công ty, hoặc là đại lý kia có thể là yêu cầu là chuyển đổi, giống như là chuyển đổi tư vấn đó, thì cái đấy là do mình tư vấn khách như thế nào, hoặc là cái quan hệ với giữa khách với mình như thế nào để họ có quyền quyết định đúng không ạ?